Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Và hôm chủ nhật Dung lặn lội đi xuống Long An để mang về cho cô chú anh chị một siêu phẩm. Hôm nay chị mới là quét bụi sơ sơ thôi, để trong showroom là quay luôn, chưa có dọn, chưa làm gì hết nha. Lexus, xe này 2020, đăng ký 2021, mới đi chưa tới 13.000 cây, mang biển số tỉnh Long An, ES250 nha cô chú anh chị. Xe cực kỳ đẹp luôn đó, đẹp từ form dáng, đẹp không thể nào tả nổi luôn đó, quá là đẹp. Form dáng của chú anh chị nhìn nè, cực kỳ đẹp luôn. ES250 2020, xe đăng ký 2021, một chủ từ đầu. Dung bán chỉ có 2 tỷ 250 triệu là cô chú anh chị sở hữu được siêu phẩm Lexus này rồi. Nhìn cái form này cô chú anh chị, đẹp mà nó đẹp không thể diễn tả được luôn đó. Một vòng quanh thân xe cô chú anh chị xem đó, nước sơn zin còn nguyên xe luôn nha, chưa có một hạt sơn dặm. Mình xem đường nhập nổi nè, độ bóng nước sơn nè, tuyệt vời không đó, quá là đẹp luôn á. Rồi, một vòng quanh thân xe là nhìn form dáng là thấy mê rồi, nước sơn thì sơn zin 100%, đẹp mê ly luôn. Bây giờ mời cô chú anh chị xem chi tiết với Dung nha. Đây, đường dập nổi trên capo nè đó, chạm vào được Lexus. Đây, thiết kế đèn nè, Dung không rành về xe sang nên không biết cái ngôn ngữ thiết kế này gọi là gì, chỉ biết là nó rất là đẹp thôi. Đây, cảm giác như là một cái mũi tên vậy, và nó rất là sắc nha. Đèn thì tất nhiên là đèn zin theo xe, nước sơn zin nguyên xe luôn, chưa dặm một hạt sơn nào. Cô chú anh chị nhìn thấy cái keo ở đây nè đó, sơn zin nha, nhìn nó kiểu giống như là nó pha lê, nó ngọc chai vậy cô chú anh chị đó. Nhìn nó rất là đẹp, nước sơn rất là đẹp luôn. Đây, cảm biến, rửa đèn, nói chung là tiện nghi thì cũng đầy đủ. Lexus thì không có tiện nghi quá nhiều nhưng mà đẹp ha, sang trọng mà đó, cảm giác lái thì tuyệt vời. Một ga lăng này đó, nhìn là biết xe gì luôn ha. Đây, cụm đèn phía bên này, đèn tất cả đều zin mà cô chú chị nhìn đèn có ngầu ghê không đó, ngầu thật là ngầu, đẹp thật là đẹp. Xe này đăng ký 2021 thì mình cũng còn bảo hành chính hãng luôn đó, thoải mái. Xe đây, dấu son mâm nè, mâm vỏ tất cả đều zin theo xe hết nha, mới đi có 10 mấy ngàn cây ai nè. Mấy cái thiết kế này nó giống như cái đèn vậy của chú anh chị đó. Bộ mâm nhìn đẹp mê hồn không, quá là đẹp, rất là hài hòa, rất là đẹp luôn nha. Sơn zin nguyên xe. Đây, gương ốp đèn nè, nhỏ gọn mà nhìn nó sang trọng sắc sảo lắm. Rồi, bên hông thì nẹp quanh kính đó, trên dưới luôn. Thiết kế cái tay cầm nó cũng đẹp nữa ha, nhìn đâu cũng thấy đẹp hết. Và đây nè cô chú anh chị, nhìn cái lườn nè đó, không thấy chảy xước gì luôn nha, nước sơn zin nguyên xe, giữ gìn nâng niu. Xe này ở dưới miền Tây thì thường anh chị khách hàng ở miền Tây cưng xe rất là cưng, chiến lắm. Đây, keo chỉ thì dùng chắc Dung xin phép lướt nhanh này. Động cơ hộp số nguyên zin, cấp giấy chứng nhận chất lượng, xe còn bảo hành hãng, cô chú anh chị check hãng thoải mái nha. Và xe này thì trước, những cái xe mà đắt tiền như vậy thì trước khi đi xem thì bên Dung cũng đã coi lịch sử hãng đồ hết rồi, kiểm tra kỹ càng rồi mới xuống xem xe làm việc, mang xe về phục vụ của chú anh chị, quá là đẹp rồi. Đây, hài hòa ha, hai tông màu phối rất là hài hòa của chú anh chị. Ở trên đây luôn, ốp gỗ ở đây đó, nhìn không chê chỗ nào được luôn. Bề bước này, nội thất hai tông màu ha, kem và nâu, nhìn rất là đẹp luôn. Bản lề cửa thì tất cả là nguyên căn đét, ghế bên này cũng chỉnh điện bơm lưng đó, ghế da được lỗ mới tinh. Và nội thất còn mới, nó thơm lắm cô chú anh chị, thơm thật là thơm luôn. Rồi, táp lô nè, phân tầng ha, ở đây bằng da nha, rất là mịn tay. Ở đây nhìn cũng đã nữa, và màn hình đẹp nè đó. Cửa sổ trời. Xe thì Dung không rành nhiều cho nên là Dung chỉ thấy có cái gì hay thì Dung nói cho cô chú anh chị thôi. Còn ví dụ như cô chú anh chị biết cái gì hay hơn thì chỉ giúp Dung nha. Rồi, phanh tay điện tử đó, đã ghê không? Điều khiển cái này nè, quá là đẹp luôn. Dàn lạnh nè đó, thiết kế đẹp mê không? Đẹp mê hồn luôn, nhìn đâu cũng thấy đẹp hết á. Cửa nẻo thì nặng trịch, mâm vỏ phía sau. Đây, chú chị thấy gai không? Thấy mâm không? Đó, đẹp ghê không? Rồi, cửa nẻo bên này.
xe này thì còn bảo hành chính hãng thì mình check hãng thoải mái nha. Xe không có lịch sử hãng là mình cũng không có mua đâu. Chất da là da xịn đó, nó đã tay lắm. Rồi, nội thất siêu rộng nè. Ghế rất là to nha. Chất da Dung rất là thích cái tông màu này à, nhìn rất là đẹp. Mà nội thất da xịn sò mới tin nè. Cửa gió phía sau. Rồi, bệ thì tay. Gác bệ thì tay lên thì mình sẽ ngồi được 3 người nha. Rất là rộng rãi, rất là sang trọng luôn. Cảm giác ngồi trên xe tiền tỷ thì chắc là tuyệt vời lắm. Cô chú anh chị Dung chưa có được trải nghiệm. Cách âm cực kỳ tốt nha. Cô chú anh chị có thể ghé để mình trải nghiệm thử nha. Đóng cửa ngồi trong xe là không nghe âm thanh gì bên ngoài luôn á. Cách âm cực kỳ tốt. Đường dập nổ quanh thân xe vuốt đẹp mê hồn luôn á, sắc sảo. Rồi ở đây cái đùi xe nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, nhìn nó ngầu lắm. Nhìn qua nghe gió nè. Phần vỏ còn rất là dày nha, mình đi thoải mái luôn. Đó. Cái keo ở đây. Đó. Đẹp chưa, uy tín chưa? Đèn nè. Nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp hết. À. Vuốt từ bên này qua đây luôn. À, đơn giản nhưng mà rất là tinh tế nha, thiết kế của Lexus. 4 cảm biến, camera lùi. Xe mình được trang bị cốp điện. Đó. Mở cốp một chạm, cốp đã to, đã zin rồi còn cốp điện nữa. Quá tuyệt vời. Đây. Keo chỉ nè. Đây. Nguyên zin hết, chưa mất một phân keo, một phân chỉ, một miếng nào hết nha. Cũng như chị nhìn cái nước sơn nó đẹp nè. Ra ánh đèn bóng mà nó đẹp lắm kìa. Đó, và cái cốp này thì quá là rộng luôn, để đồ thoải mái. Sơ cua chưa chạm nha. Đậy nó kỹ cô chú anh chị. Nè. Đó. Sơ cua nguyên, chưa hạ nha. Bộ đồ nghề nè, làm nhìn chắc nịch luôn, cầm rất là nặng tay. Đó. Thêm cái tấm lót này nữa. Điện tấm này, nhẹ nhàng ha. Đó. 2 tỷ mấy. Xe tiền tỷ mà. Rồi, hít vô một nấc nữa. Đây. Chú anh chị xem cái mâm vỏ bên này, tất cả zin, chưa có một vết chày nào luôn á, giữ gìn nâng niu rất là kỹ. Và đây nè, cái nước sơn zin nó còn nè, là cái tem này nó còn zin nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, tem còn nè, zin căng đét luôn, nè, tuyệt vời. Rồi đây, cửa thì to, chắc nịch à. Đó. Rồi. Chất da nè, 2020, đăng ký 2021, nguyên zin căng đét, ở đây cái tem chưa lột luôn nè. Đó, để cho nó đỡ chạy của chú anh chị. Ở dưới đây ha, lót sàn nè, có cái tấm chải này cho nó sạch. Lướt lên, lướt xuống, bụi, ở này kia ha, giữ gìn nâng niu rất là dữ luôn. Rộng rãi, đẹp, sang trọng, tiện nghi, nguyên zin căng đét. Đây, cửa nẻo chắc nịch luôn. Mới tinh. Cửa nè. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ này ha, làm rất là đẹp. Xe thì cũng nhớ được 2 vị trí ghế nha. Rồi. Ghế chỉnh điện, bơm lưng đầy đủ. Tem ở đây cũng còn. Đó. Tiện nghi thì đầy đủ, 2 vùng lạnh. Rồi xem trên vô lăng có gì nha. Mình sẽ có lại chuyển số trên vô lăng nè. Ga tự động nè, phanh tay nè. Đó. Chế độ lái để chúng đề máy cho mình xem. Đó. Nhớ ghế ha, tự đẩy tới luôn. Và cái mặt một cái giao diện cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. À, quá đẹp. Đó, map nè. Khởi động startup ha. Màn hình nè, 13.000 cây. Đó, vô lăng ốp gỗ bọc da. Cái phần bọc da này da xịn nó đã lắm cô chú anh chị ơi. Cái ốp gỗ này nhìn nó cũng sang nữa. Cực kỳ sang trọng luôn. Còn cái này là chuyển chế độ lái nha. Tiện nghi thì Dung thấy cũng không phải là quá nhiều. Nhưng mà được cái thiết kế nó rất là sang trọng nha. Nhìn nó rất là đẳng cấp. Chú anh chị nhìn khoan nè. Phía sau cái bệ thì tay đó nó không có cái màn cảm ứng như là chiếc Camry luôn. Nó cũng không có rèm che nắng không hai bên như chiếc 2.5Q bên kia nha. Đó. Lexus, Lexus. Sang thì sang nhưng mà cái nào không có thì mình nói không có nha.
Rồi bây giờ cô chú anh chị nhìn qua cái khoang cabo của chiếc xe này với Dung nha. Đây là chất cabo zin chưa dọn rửa nha cô chú anh chị. Nguyên bản nè, hôm qua về có sao là hôm nay như vậy, Dung chưa có dọn, chưa có làm đẹp nha. Đây, nguyên zin. Mấy cái lá nè, chủ đậu nè. Cô chú anh chị nhìn ốc cabo nè. Nguyên bản nè, cabo chưa ra nha, tất cả đều zin. Đây. Chưa có mất một phân keo, một phân chỉ nào nha. Đó. Tất cả nguyên. Đó. Rồi. Nè, ốc này sơn màu tím đẹp quá nè. Đó. Quá đẹp luôn á cô chú anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mấy dấu son là còn đủ nguyên vẹn hết nha. Đó. Lexus thì mình sẽ được bảo hành trong hãng. Xe còn bảo hành chính hãng. Và đối với dịch vụ của Lexus thì Dung được các anh chia sẻ lại, đó là bảo hành cho mình miễn, bảo dưỡng miễn phí trong vòng 3 năm nha. Mang xe vào là được bảo dưỡng miễn phí tất tần tật ha. Tuyệt vời, dịch vụ rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Đó. Chắc nịch à. Nhìn cái xe đẹp mê hồn luôn. Mà nó zin căng đét luôn, nước sơn còn zin thì không có, chưa chắc chắn là không có thay thế một cái gì hết nha. Lexus 2020 đăng ký 2021, một chủ từ đầu, biển số tỉnh Long An, xe mang màu trắng, còn bảo hành chính hãng, đi 13.000 mấy trăm cây nha. Đây, tiện nghi thì sang trọng đầy đủ, nó không có quá nhiều nhưng mà đủ đi và rất là bền, mạnh mẽ nữa, tuyệt vời luôn. Xe này thì bên Dung đang chào là 2.250.000.000. Có thương lượng lọc ha, cô chú anh chị quan tâm thì gọi giúp Dung nha. Giá này ES250 cũng bán giá cũng khá là tốt so với thị trường rồi. Sở hữu một cái siêu phẩm quá là đẹp, quá tuyệt vời như vậy. Liên hệ em Dung để xem xe nha. Và bên Dung có thu xe đã qua sử dụng tất cả các hãng, tất cả các tỉnh nha. Xe sang cũng mua, xe thấp cũng mua, xe cỏ, xe đẹp, xe nào cũng mua, nhưng mà không mua xe lỗi nha. À, xe đâm đụng ngập nước, xe lỗi này kia là bên Dung không có thu. Như vậy cho nó đỡ mất thời gian của cô chú anh chị nha. Bên Dung chỉ làm xe lành, không làm xe lỗi. Đó, 2.250.000, quan tâm thì nhớ gọi em Dung. Sẵn đây Dung cập nhật luôn những mẫu xe mà bên Dung đang có. Xpander phiên bản Rock 2021 nhập Indo, biển số thành phố Hồ Chí Minh sẵn luôn, mới đi có 12.000 cây thôi. Màu cam, thiết kế hiện đại trẻ trung. Xe này tuyệt vời lắm. 625.000 thôi mà tiện nghi đã lên đầy đủ luôn rồi. Camera 360 độ, mở cửa nút bấm, dán phim che mưa, đầy đủ luôn. Và được một cái là chiếc xe này nó rất là rộng nha cô chú anh chị, cực kỳ rộng luôn á, ngồi rất là thoải mái, rộng lắm. Nội thất nè, cái nỉ lông còn luôn nè, đây rất là đẹp. Nội thất ghế da xịn sò, trải sàn đầy đủ. Xe 7 chỗ, tiêu hao nhiên liệu nè, có 5 lít mấy, 6 lít thôi. Đó, ghế nè, ghế da mới tinh nè, mới có 12.000 cây thôi mà. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nữa, phiên bản Rod trẻ trung năng động, 7 chỗ gầm cao. Xe này đi gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng tuyệt vời luôn. Sẵn biển Hồ Chí Minh, Dung đang bán có 625.000 giá có thương lượng nha. Xe bên Dung đang còn nhiều, hồi sáng này mới giao chiếc Rod của Xpander này, Rod 2020 màu trắng đã giao rồi. Giờ Dung còn chiếc màu này cam này nha. Còn đây là chiếc xe mua cái xe được cái biển quá là đẹp nè. Kia K3, xe 2021. Bản GT Line, cô chú anh chị lưu ý giúp Dung là bản GT Line 1.6 turbo, Dung bán là 750.000, được biển đẹp thành phố Hồ Chí Minh, xe đi 12.000 cây, cửa sổ trời, rồi 4-5 chế độ lái gì lần, hôm bữa Dung xe mà Dung quên rồi, nhiều chế độ lái lắm, cho cảm giác lái cực kỳ đã luôn, bô nổ. Mấy xe này dòng thể thao, ga tự động, rẽ chuyển số trên vô lăng, đó, sưởi ghế làm mát ghế hai bên, cửa sổ trời, phân khúc hạng C, trẻ trung năng động, cực kỳ đẹp luôn. Xe này cho anh chị nào, gia đình nào mà anh chị khách hàng nào mà trẻ tuổi đi là quá tuyệt vời luôn á. Phía sau nè, ghế thể thao rộng rãi ha, ngồi êm ái nữa. GT Line 1.6 turbo K3 GT Line, xe đẹp, biển đẹp gấp đôi, 12.000 cây 2021, 750.000, phân khúc hạng C, cạnh tranh với lại Altis nè, Civic nè, đó, nên thiết kế rất là trẻ trung năng động luôn, quá là đẹp. Còn chiếc Rod này Dung bán giá tốt nhất thị trường nha. Bản xăng lai điện 2020, đi 39.000 cây, có gói Toyota Safety Sense, đầy đủ tiện nghi. Xe này thì đi 100 cây 4-5 lít à. Biển số tỉnh bên Dung bao rất hồ sơ gốc. Xe màu đen, nội thất màu đen, Dung đang chào là 850.000. Chiếc CR-V đã có khách cọc rồi. Còn đây là
Ford Everest phiên bản Titanium, biển số tỉnh, thì xe này Dung đang chào là 970 triệu. Giá xe này có thương hiệu nhiều, quan tâm nhớ gọi em Dung để được giá tốt nha. Everest máy dầu Titanium, ngầu đậm chất Mỹ, cơ bắp, chiếc này đi cực kỳ ngầu luôn á cô chú anh chị. Đó, xe Mỹ mà. Còn đây là xe thương gia Kia Sedona, xe này 2016 bản máy dầu cao cấp nhất, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe đi 85.000 cây. Cửa lùa điện hai bên, cửa sổ trời trước sau, cốp điện, tiện nghi đầy đủ và rất là thông minh. Ghế thương gia ở giữa thì xe này Dung đang chào là 745 triệu, giá cũng còn thương lượng luôn. Mazda 3 Sport, xe này thì chưa có chốt chi phí xong, biển số tỉnh thì Dung đang chốt chi phí nha, có giá Dung bật cập nhật liền. Mazda Sport cho cảm giác lái đã lắm của chú anh chị, nghe tiếng buông nổ tuyệt vời luôn á. Anh chị quan tâm mà nhớ lên lái thử xe nha, để mình cảm nhận nó đã như thế nào nha. Còn chiếc này thì Camry 2.5Q, xe 2019, biển số tỉnh, xe nhập Thái. Xe này đi 45.000 cây thì Dung đang chào hôm nay giá giảm chỉ còn 970 triệu, giá chào có thương lượng thêm. Anh chị quan tâm thì nhớ gọi giúp Dung nha. 2.5Q xe màu đen, nội thất màu đen, cửa sổ trời, tiện nghi thì đầy đủ, rất là tiện nghi và rất là rộng luôn. Phân khúc hạng D 970 triệu nha. Còn chiếc này Dung cũng đang giảm nè, Accent 2018 1.4 số tự động, thì xe này biển số tỉnh đi 30.000 cây, zin căng đét luôn, Dung đang chào hôm nay 405 triệu. Anh chị quan tâm thì nhớ gọi sớm giúp Dung nha, giá Dung giảm mạnh rồi đó, còn thương lượng thêm. Còn ngoài kia là chiếc Fortuner máy xăng một cầu số tự động, xe màu trắng nè. Xe này Dung mới về sáng nay, mới về trưa nay luôn, mới lấy về chưa có dọn, chưa làm gì hết luôn nè. Fortuner màu trắng máy xăng một cầu số tự động. Còn Dung còn một chiếc màu trắng nữa, phiên bản Legender, là bản cao cấp nhất hai cầu máy dầu Legender, xịn sò luôn, 2021 cực kỳ xịn luôn, màu trắng form mới đầy đủ luôn, mà xe đã biển Sài Gòn thì Dung đang cho đi làm đẹp, để làm đẹp xong về là Dung quay gửi liền cho cô chú anh chị báo giá luôn nha. Đó là một số thông tin xe mà bên Dung đang có. Thì hiện tại mẫu xe này thì Dung cũng đang cần mua thêm nhiều xe nữa để phục vụ của chú anh chị, nên là mình có xe cần bán, cần định giá thì nhớ gọi cho em Dung để được hỗ trợ giá tốt nhất nha. Đây, những mẫu xe nãy giờ Dung quay thì đều có hỗ trợ giá tốt và thu xe tận nơi, nhanh gọn, nhiệt tình. Cô chú anh chị mình có xe nhớ gọi cho Dung nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào.